Hey, hello em. Chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok, rồi, nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game tay hình kỹ nha anh em. Rồi, hôm nay là thứ bảy nha anh em. Rồi, nay lên video cho anh em xem nhá. Rồi, trước tiên, đấy thì hiện tại là chúng ta còn 10 ngày nữa để mở cấp 105. Rồi, hiện tại con gà của chúng ta đang là 149 triệu anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ up lực chiến nha anh em, đồng thời đua cái top event pháp khí nha. Rồi, trước tiên là tôi sẽ nhận quà tí xíu anh em ạ. Đây, nhận quà nào đây anh em? Để xem đi coi. Tôi sẽ nhận nhận đá đi anh em ạ. Dạo này nhận đá nhé, đang bị thiếu lực thiếu đá. Rồi, tôi sẽ nhận lấy 3 viên này nhé. Ok. Đây, thì hôm nay event pháp khí đúng không? Tôi sẽ nhận cái này để tôi đùi event anh em ạ. Rồi, lụm nó thôi. Rồi, trước tiên tôi sẽ đi luyện cái này lên tí xíu. Đây, chiến kỵ nhé. Tôi sẽ up cái này lên. Hiện tại đúng không? Cam này, tôi có hai cái tôi đang thiếu anh em ạ. À. Rồi, tôi sẽ mở cái rừng hồi nãy đúng không? Ba cái nè. Đấy, tôi sẽ lấy cho con cấm kỵ chúng ta một cái kỹ năng mới. Đây, để tôi xem đi coi, cấm kỵ đúng không? Tôi sẽ lấy cái hiệu ứng né tránh nha anh em. Đây, mặc vào cho em này đi. Đấy. Rồi, lật chiến vẫn chưa dễ anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ đi up cái tiệm pháp khí này nha. Hiện tại là tôi đang 155 vạn đúng không? Ui dùi. Thằng bớp thằng một là 20 cái lưu ly cam, 6k lên thạch anh em ạ. Rồi, lụm nó anh em ạ. À. Đây thì hiện tại tôi chưa vào nhé. Giờ tôi sẽ đi up. Trước tiên là tôi sẽ đi up cái con dạ sao vương nó đấm anh em ạ. À. Hiện tại là ví dụ như là nó sẽ lên là cộng 30 đúng không? Sẽ lên 14%. Ok, lụm nó anh em ạ. À. Đấy. Lên cộng 30 này. Để tôi xem đi coi. Ví dụ như là công kích của em nó sẽ tăng lên là 14% đúng không? Rồi giảm sát thương à, để tôi xem đi coi. Con cấm kỵ nếu như mà up nó lên cộng 30 đúng không anh em? Công kích tăng 14%. Thôi, tôi sẽ up tiếp cái con này đi. Ok, cộng 35 rồi anh em ạ. Rồi, sẵn rồi lụm em nó luôn đi. Ui lựa ba cái à. Đấy, chúng ta đã nhảy lên được 4 vạn à. Ơ 5 vạn à, 54k à. Ui dồi, còn khá là dài anh em ạ. Tiếp tục nhé. Đây, chúng ta tiến bật cho con này đi. Dùi, hàng họ chúng ta còn khá là nhiều anh em ơi. Đấy, full cấp 50 cho em này nhé. Đây, giới hạn này. Ui, giới hạn không có anh em ơi. 72 cái mới lên được giới hạn đỏ, căng thật sự anh em ạ. Rồi, chúng ta up tiếp cho cái con cửu tuyết, cửu tuyền nha. Đang 38 à. 40 anh em ạ. Không biết lên được à, lên vừa đủ 50 rồi. 45 nè. Ui dồi, thiếu à. Thiếu đá luôn anh em ạ. À. Căng thế nhờ.
Cái đá này mà nó thiếu luôn anh em ơi. Để tôi xem lại thử coi. Tốn phết anh em ạ. Hiện tại chúng ta đang còn 22 cái, chúng ta đang thiếu đá khá là nhiều nhé. Đây chúng ta đi mua thôi. Đấy rồi, thiếu thì chúng ta lại đi mua anh em ạ. Tôi không ngờ là nó lại thiếu đá luôn đấy. Ui dồi, mua này biết khi nào mới đủ ta. Để tôi xem nữa coi. Chúng ta có chỗ nào luyện hóa được hay không nhé. Đây, luyện hóa pháp khí đúng không? Ta nói nhưng mà luyện hóa con này à, 4K9 à. Ui dồi, như là hiện lóa con này là sẽ lên được thôi anh em ạ. Cứ tạm thời để tôi xem. Thiếu khá là nhiều à. Thương nhân nào? Ui dồi ôi, thương nhân nó lại không bán anh em ạ. Đá này mà lại thiếu ta, khá là buồn nhé. Rồi, hiện tại tôi đã lên 187 vàng đúng không? Này lên được 19 vàng rồi anh em ạ. Đây, up con tố kỵ lên 25 đi. Giới hạn đúng không? Đây tôi sẽ đi chuyển qua con này anh em ạ. Đổi chỗ nhé. Tôi sẽ đổi chỗ pháp khí nè. Test thử cho anh em xem luôn nha. Đấy, chúng ta sẽ đổi cung này này. Chúng ta đang có 17 cây đúng không? Ui dùi. Ui mà tôi có mà anh em. Vì trong túi đồ tôi có đấy anh em ạ. Để xem đấy coi. Này là hai cái lưu ly đỏ này. Ui dồi, khó thế nhờ. Đây, rương pháp khí nè. Ui, nó lại không có cái pháp khí cho con men nữa anh em. Ui, cay thế nhờ. Đây bồi dưỡng này hiện tại ví dụ như là 500 mà. Ví dụ như tôi lấy 10 cái thôi anh em ạ, 10 cái là 5.000 nè. Ok. Đấy, up tiếp lên. Vẫn còn thiếu anh em ạ. Rồi, chúng ta sắp lên được rồi. Đây, tôi sẽ đi lấy tiếp nhé. Tại tôi đang còn lụm luôn anh em ạ. Tôi không ngờ lại đá lại thiếu anh em ơi. Tốn phết đó nhờ. Nãy tôi nhớ là 100k. Đây, cửu tiền này. Không biết lên được hai bậc nữa hay không. Ui dồi, đấy. Rồi, chúng ta đang thiếu 2 cây đúng không? 2 cây và 3 ca đá hà. Tôi sẽ đi kiếm cho nào up lên anh em ạ. Đấy, chúng ta đã lên được 151 triệu rồi kìa. Đây, trước tiên là túi đồ này. Để xem thấy coi còn đồ gì mở hay không nhé. Rương lãnh địa nè. Ok. Cái này nó lại không cho tôi cái kia nhờ. Khổ thật sự anh em ơi. Này rương hồn rồi. Rồi, tôi sẽ đi vô shop anh em ạ. Vô shop nghiên cứu kiếm nữa coi.
Đây, sấp pháp khí nè, người ta là đang 490 à. Ui, cái này tới mùa quýt mới đủ anh em ạ. Đấy, lưu ly thì tôi đủ rồi này. Lưu ly này thì tôi đủ rồi mấy ông ạ. 6 cái này, chúng ta đang thiếu 3 cái đá hả. Đá này có cách nào kiếm nhanh không anh em? Để xem thử coi. Nhiệm vụ coi. Thành tựu này. Ui xùi, full đá rồi. Ví dụ như tôi sẽ đi luyện đúng không? Để tôi xem thế coi. Luyện pháp khí rồi nè. Dĩ nhiên luyện cái này nó lại không ra. Ok, tôi sẽ đi luyện hóa 17 cái này nha anh em. Lập nó đi. Đấy. Chúng ta lại nó lại lên điểm trùng sinh của chúng ta là 4K9 anh em ạ. Không sao. Đấy, ốc con này lên 50 này. Lên 50 thì nó sẽ mở là nộ đầu khí tăng thêm 1 anh em ạ. Ok. Rồi, bản pháp khí của chúng ta đã lên được hạng 1 anh em ạ. 23K9, 23 vạn rồi. Ok, tạm thời hôm nay chúng ta sẽ up lên được như thế thôi nha anh em. Rồi, tôi sẽ đi giảm anh em ạ. Đây, tôi sẽ nâng con của không lên này. Anh em, đồ giảm này nó cũng tăng lực chiến khá khá nhé. Từ 2 sao lên 3 sao là nó sẽ lên được lực chiến khá là nhiều anh em ạ. Đấy, rồi. Đấy, lên được 152 triệu rồi. Đây, thì con này pháp khí đã full cấp 50 rồi. Con này bây giờ giới hạn nó lên thôi anh em ạ. 36 cây cung nữa à. Ui dồi. Cái này 72 cái. Lâu lắm anh em ạ. Đấy, cửu tuyền của chúng ta pháp khí cũng 50 rồi. Thì event đằng sau tôi sẽ cho nó lên 75 nha anh em. Bây giờ full rồi, hết rồi. Đấy, giả so của chúng ta đã lên được 39 triệu đam. Với pháp khí cộng 35. Đây, cấm kỵ là pháp khí cộng 26 anh em ạ. Tôi pháp khí cộng 30 này, con này vẫn cộng 25. Ok, rồi, đi đánh đấm thôi anh em ạ. Đây, bản chiến lực này. Lượm ông hàng 2 này tí xíu nhé. Xem thử coi sau khi mà pháp khí của con chủ tiền nó lên 50 nó đánh khác thêm anh em ạ. Đấy, lượm nó. Ui dồi. Đấm cũng ok phết. Dồi, mạnh thế. Ui dồi, giả so nó chém hai phát là nát rồi anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ lượm cái phù đồ lên xem đến em ạ. À. Hiện tại là 225 mà. Đây, đấm thế coi. Ok, hôm nay cuối tuần anh em có đi chơi chưa? Tôi mới đi chơi về phải làm video cho anh em xem nhé. Hãy thử mùi vị của đau khổ. Trời ơi, con này nó nổ đau thật sự anh em ạ. Đấy, giờ so quật à. Quá yêu, tất cả đều quá yêu. Cửu địa âm thi khí. Này, không thấy mũi tên của ta à? Thập lam bảo thành. Rủi đau thế nhờ. Thôi, ải này khó này mà. Khó thật sự. Rồi, để xem để coi còn cái nào úp úp lực chiến nữa không anh em. Hiện tại đang 152 triệu hả. Để tôi xem để coi.
Chắc ngày mai nó ra event à. Không biết event kinh văn hay là event gì anh em ạ. Đây, trận hình này. Bồi dưỡng à, ui dồi, thiếu nhiều thế nhờ. Đấy, thì chắc ngày mai tôi sẽ được mơ mớ quà nữa anh em ạ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ tôi lại full cái cấp này rồi. Bây giờ lấy đâu ra mà update. Cái này sao nó không cho up cái kia anh em. Khổ thật sự. Tôi dư khá là nhiều cái lưu ly cam. Con này 50 à. 50 mà để tiến bậc lên 6 cá nữa mà. Ui dù cái này đá này thiếu thật sự luôn đấy. Ok, từ nay tôi sẽ bắt đầu tôi mua đá này, tôi tích trữ từ từ anh em ạ. Tôi không ngờ nãy tôi lại 100k mà sao nó lại hết nhanh như thế nha. Đây, cấp 75 mới được lên anh em ơi. Rồi, chúng ta làm nhiệm vụ sơ sơ tí xíu nhé. Bạn xếp hạng đúng không? Rồi, tôi làm nhiệm vụ sơ tí xíu là tôi sẽ up anh em ạ. À. Phù đồ đúng không? Rồi, phó ban ngày nè. Đây, phù bảng 90 đá này. Đây, 500 đá nữa. Thú, ok. Rồi, Long Thần đúng không? Đây, Long Thần chắc tôi sẽ quát đi anh em ạ. Quát cho nó nha, tôi lười đi quá. Dạo này hơi lười anh em ạ. Ok. Đây, bạn xã chi quân đúng không? Nay chúng ta sẽ đánh ai nào anh em? Đánh ai sắp tâm thử coi. Lão bà đã thật sự xem thường ngươi. Quá yêu, tất cả đều quá yêu. Đại oan kết. Rồi. Đấm đào thế nhờ, nửa cây HP này. Xung quanh yêu việt đều là quân địch do ta thao túng. Ha, ngươi tưởng có thể trốn được mũi tên của ta à? Đấy, hắc bạch đấm cũng có đam phết anh em ạ. Rồi, trận này chắc win nhé. Đây, cho anh em xem thử coi thống kê nào. Đấy, hắc bạch cũng được 500 năm 5570 vạn anh em ạ. Cũng tương đối ổn đấy. Random man. Đây, tôi sẽ cổ vũ cho ông này đi. Đấy, nói chung cái này cho hên xui thôi anh em ạ. Đâu rồi, nãy tôi mới đi ải này xong đúng không? Tiếp tục em ạ, khiêu chiến ải này tiếp đi. Ok, win rồi đấy. Bắt đầu mạnh rồi đấy em ạ. Đấm bắt đầu thấm rồi đấy. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi ải là hồng này thử xem. Ok. Ui sao thất bại kìa. Kết thúc. Diệt tất cả các quái mà. Quý win mà. Đấy rồi. Ok, lót rồi em ạ. Rồi, thì clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha anh em. Chúng ta đua top 1
thì bên pháp khí này, đồng thời chúng ta đã up con ạc của chúng ta lên 152 triệu. Rồi, hẹn anh em vào clip ngày mai.